giản dị. Nếu ai có muốn dừng nghỉ thì phải cẩn thận mà nghĩ suy. An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu rồi Đồng Tháp, còn biết bao nhiêu là chỗ để mình vui chọn tham quan chơi. Ai ơi, làm đời dân ca, ai đi xa cũng muốn trở về, nhớ khói bếp cơm ngon lại mắm ca, nhớ con ăn nga nhớ địa lý câu hò. Con dâu à, má nín cho tôi. Hôm nay má cũng không được quyền lên tiếng. Tôi sống trong cái nhà này tôi quá khổ tâm rồi. Tôi chưa từng thấy trên đời này có cái người má chồng nào mà ngang ngược như má. Trắng cũng nói được, đen cũng nói được, ngược cũng được, xui cũng được. Má quá đáng với tôi nhiều lắm. Hôm nay là đừng có hòng mà mở miệng nói với tôi một lời nào nữa hết á. Chị buông cái tay xuống. Tôi chưa nói tới chị nghe chưa. Chị đừng có tưởng chị có ít đồng tiền cho dai bạc góp là ai cũng sợ chị. Mấy cái đứa mà nó mượn tiền chị nó mới sợ chị. Tôi đâu có mượn tiền chị, nó mắc mớ gì tôi sợ chị. Tôi là em của chị, không thương tôi thì thôi. Chị hành hạ tôi, chị lên mặt với tôi. Chị ba, nên ở đây người lớn còn không có cửa nói chuyện, ở đâu mà tới cô. Ăn mặc riết tôi nói đầu tóc cây dừa cây cao như con khùng vậy đó. Câm miệng lại đi. Anh nữa, đừng có dở cái thói đó ra với tôi. Tôi chưa từng thấy trên đời nào một người chồng bất tài vô dụng như anh. To xác to thân mà cái đầu tồi thì tồi. Nếu như anh không phải con trai một của cái nhà này, dòng họ anh có đất đai như hương quả nhiều, tôi không bao giờ chấp nhận bước vào nhà anh làm dâu. Tất cả côn đồ ra khỏi nhà tôi. Đó, má thấy ghê chưa, má thấy ghê chưa. Con kể cho má nghe là cái con lấy cái hoàn cảnh quy định ở dưới xóm này ha. Câu chuyện đó đã xảy ra từ xóm dưới này nè. Là con dâu gia đình đó nó đã đối xử với tàn cái gia đình đó y chang như vậy. Mà má nghĩ đi, tuốt ở xóm dưới này đâu có bao xa cách với nhà mình đâu. Một ngày nọ câu chuyện đó nó sẽ được bắt thang lên tới nhà mình. Và con Nhung nó sẽ thực hiện cái hoàn cảnh quy định đó tại căn nhà này, tại cái sân nhà của mình luôn. Má nghĩ đi, nó tham lam lấy nguyên cái gia sản nhà này. Nó đuổi gia đình mình ra khỏi nhà hết. Trời ơi, mày vừa phải thôi. Mày vừa phải thôi. Đầu óc mày cái tối ngày mày nghĩ tào lao. Con Nhung thấy vậy cho nó không có nghĩ cái bậy bạ như vậy đâu. Mày đừng có nghi là người ta. Má, trời ơi, má nói câu nó trả lời câu à. Tự nhiên hôm nay má nói tốt cho nó vậy. Không phải má nói tốt, nhưng mà má thấy cái nào đúng thì má nói, cái nào sai là má nói sai. Chứ sao được. Bây giờ là má không tin con đúng không? Con là con ruột của má mà. Má không tin con đúng không? Được rồi, con sẽ cho má thấy. Chỉ cần con nhá nhẹ hàng thôi là má sẽ... À, con có cách rồi. Rồi nha, ăn cắp tiền. Má ơi, má ra má coi con dâu của má kìa. Đẹp mặt chưa, đẹp mặt chưa. Đây nè, cái mặt đẹp như vậy mà lấy 500 ngàn của con. Ăn cắp đó má. Trời ơi, má không có ngờ mà. Má ngờ đi má, bây giờ sự thiệt rồi nè. Con chỉ cần thả nhẹ một cái thôi, tự nhiên nó sẽ trỗi cái lòng tham của nó trải ra liền cho má coi. Đi vô đây, má, đi vô đây má. Ủa, má ơi, chị Hai ơi, Út ơi, chị Hai, ủa chị núp ở đó hả? Chị đứng kẹt cửa, à mát quá chị đứng chơi. Ủa vậy hả, chị, tự nhiên em đi ra thấy tờ 500 ngàn nó rớt ở đây nè. Ờ vậy hả? Mà nhà mình á, mà cái tiền lớn như vậy đó là chỉ có mỗi một mình chị có nè. Chắc tiền chị rớt chị cất đi. Đó là có tiền chị đâu, ở đâu đó ai biết đâu. Trời ơi, chị không biết. Nếu như mà không biết á thì thôi chị cứ giữ cho người ta coi trong nhà hay ai ra vô rớt thì chị đưa. Tại em buôn bán lu bu nhiều khi em không biết được. Thôi chị giữ lại nha, em ra đi mua đồ bán cái. Thấy không, tao nói với mày rồi, bớt làm chuyện tào lao lại đi.
cái gì cũng làm hết trơn rồi bà con lối xóm người ta cười, hay người ta cười vô mặt vô đầu mày luôn nữa nè, rồi tao nữa nè, biết không? Má, sao tự nhiên má là má của con, má nói đỡ cho nó làm chi vậy? Tao hả, cái gì á, trúng thì tao nói trúng mà sai tao nói sai à. Mày bớt lại mấy chuyện tào lao lại đi. Không được, thua keo này bày keo khác hả? Rồi chị sẽ có cách cho em. À, mai mốt có rửa móng hay sơn móng gì nhớ gọi đợi đợi qua liền nha ơi. Ừ. Úc, rồi đứng yên. Ai vậy? Là ta đây. Ai vậy? Hãy nhìn lên cái cây nước mặt đi, có thấy ta không? Thấy gì đâu trời. Làm sao thấy được, bởi vì ta đang ở trong chuồng gà mà. Trời ơi, sao đi theo tôi hoài vậy? Phải đi theo chứ. Bữa nay là cực lắm là mới biết được cái bối cảnh ở đây để lựa là cho đệ đứng ở trên, tôi đứng ở dưới để không cần phải nhìn lên mỗi cổ á. Anh làm nhiều trò quá. Ừ, nhưng mà đứng kiểu nhìn lên nó mỗi cổ thiệt á. Ê, đây. Đây, đó. Bây giờ tôi sẽ đứng lên trên đây là bằng đợi là hai chúng ta sẽ không bị mỏi cổ nữa, mặc dù là nó không thăng bằng lắm. Trời ơi, tôi khổ anh Duy quá anh Duy ơi. Hay là anh kiếm cái chỗ nào đó anh chơi. Anh đừng có làm phiền cuộc đời tôi nữa được không anh Duy? Đâu được đợi. Bây giờ phải làm phiền chứ sau này chúng ta còn phiền cả đời nữa. Bởi vì là chúng ta phải về chung một nhà, khép chung đôi mi một giường đúng không? Mặc dù là nhà của Duyên là không có giường, chỉ có cái ghế bố thôi, nhưng mà vì đợi Duyên sẽ mua cái giường ha. Ai mượn? Đợi cứ yên tâm đi, nếu mà đợi là con chuột thì Duyên sẽ là cái đuôi theo sau suốt đời. Anh đứng lên làm con chuột đi, tôi đi à. Anh làm cái gì vậy? Lên đây đi cho tôi. Đứng yên đó, không được dùng nhích, nó chiều luôn. Ê, đợi. Trời, đứng đây tới chiều chắc nghỉ đi, chết heo đi, làm xét luôn quá. Mày ngồi xuống chỗ người ta coi. Trời ơi, sao mày cứ đi tới lui hoài, tao chóng mặt quá đi. Má, con thấy cái chuyện thử 500 hồi sáng là nó còn nhỏ quá, vì vậy nên nó không tọt cái lòng tham của nó. Chị, cái ý con muốn làm sao? Con nghĩ là trời ơi, bây giờ mình phải tính làm sao đây? Má bệnh nặng quá rồi, má sắp cởi hạt quy tiên. Má kêu ra đây là để má chia gia tài cho ba chị em mình đó, chia thành ba phần. Má nói đi, phần đứa nào nhiều, phần đứa nào ít, má cứ chia đi má. Chị nói xong chưa chị hai? Rồi. Chị nói chia là mấy phần? Chị nói là ba phần đó. Chị nghĩ sao ba phần vậy? Ba phần á là gia đình nhà tôi đã ba phần rồi nè. Đó, chị tính đi. Anh nhớ, tôi với con Luyến là ba phần rồi. Cửa đâu mà có chị với con Út nữa. Nhưng mà nếu mà chia như vậy á là phải chia 5 phần. Nhưng mà nói trắng ra đó, tất cả phải cho anh nhớ hết. Nên nhà này người lớn đang nói chuyện, không tới cái cửa mà con nít mở miệng ra nói nghe chưa? Câm. Em râu. Chị ơi, chị nghe ông bà người ta có câu không? Nữ sanh ngoại tộc, rồi chị sẽ đi lấy chồng, con Út cũng đi lấy chồng. Anh nhớ đây nè, là con trưởng ha, đích tôn, trăm tuổi của má, hương khói của cái gia đình này là cuối cùng thuộc về anh nhớ. Anh nhớ phải hương khói cho ông bà tổ tiên, tất cả tài sản phải về ta anh nhớ hết. Không có nhân cái gì hết trơn á. Dạ thưa má, con biết thế nào cũng tới ngày má trăm tuổi. Dạ. Đây, con đã chuẩn bị sẵn cái tờ di chúc. Đây. Má, con đã ghi cái tờ di chúc rất rõ ràng ha. Hôm nay trong lúc má còn minh mẫn, đầu óc tỉnh táo ha, chị hai làm chứng, con Út làm chứng, vợ chồng con làm chứng, bà con hàng xóm làm chứng. Má, con mời má ký tên. Dạ, con mời má ký tên. Ký đi má. Tuyệt vời. Má. Má, con có cách rồi. Bây giờ má phải kết hợp với con nha. Ê, cái này tôi không có đi theo nha. Cái này chỉ là vô tình thôi.
Để đi đường bên kia, tôi đi đường bên đây là hai chúng ta là vô tình gặp nhau ở giao lộ định mệnh. Đó. Đó rồi, bây giờ tránh lại cho tôi đi nè. Đứng lại, đi đâu vậy? Từ từ, đi gì mà đi đi hoài vậy? Tôi đi làm khách. Làm khách gì? Thì anh không cho tôi đi làm khách rồi, rồi giờ không có tiền ai nuôi tôi. Tôi nuôi, tôi không những là nuôi đợi nè, tôi sẽ nuôi cho những đứa trẻ luôn. Bởi vì sao? Bởi vì tôi đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Ê, khoan khoan, đợi ơi, chẳng lẽ là chúng ta gặp nhau mà đợi không thể nào cười duyên với tôi thấy được sao? Được chưa? Đúng rồi, có duyên mới gặp được nhau mà. Sẵn bây giờ đợi cho tôi hỏi này được không? Hỏi gì hỏi nhanh đi. À, nhanh nhanh lắm. Đợi ơi, hơn 30 năm nay trong nghề thú y, đặc biệt là chăm sóc cho gia sàm cầm và gia súc, thì tôi thấy những con heo mà tôi hay chăm sóc thì nó rất mập, rất là đủ thịt đủ mỡ. Nhưng mà tôi rất là đau lòng khi mà nhìn thấy bộ móng của nó không được sạch sẽ lắm. Ấy có thể nào đợi chỉ tôi cách mà làm móng không? Anh á, anh đi về tự chích cho anh em bị liên thiệt coi. Nhưng mà không chỉ thì thôi bây giờ đây, vậy thì bây giờ tôi làm khách luôn. Bây giờ đợi làm cho tôi đi. Nhưng mà đợi tôi cao quá là đợi làm không tới. Bây giờ ấy đợi ngồi làm đi. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Đó, tôi sẽ ngồi dưới đất luôn. Đó, bây giờ làm móng cho tôi. Một bộ là bao nhiêu tiền? 15 ngàn. 15 ngàn, 10 ngón, một ngón 1.500. Giờ còn 3 ngàn làm trước 2 ngón đi. Tôi không có làm cái đó. Ôi, ôi, đợi. Tại sao đợi lại trọng nữ khinh nam như vậy chứ? Út đợi. Út đợi nhìn đi, nữ tính như vậy có được làm móng chưa? Trời ơi, chiều mắt xanh màu đỏ gì ghê quá vậy? Thì đó, nãy đợi nói là bây giờ là đợi chỉ làm cho nữ thôi, cho nên là tôi quyết tâm là bây giờ tôi làm nữ để đợi làm cho tôi mà. Trời ơi, gớm quá, ông nhìn cái hình hài ông lại đi. Cũng tại đợi không mà. Tại tôi vậy? Để làm nữ thì người ta làm nữ. Tôi mệt ông á, bây giờ là chuyện của tôi với ông, bây giờ ông nói một lượt cũng đi, giải quyết một lượt luôn. Bây giờ là đợi cho tôi nói rồi đúng không? Ông nói nhanh đi. Được, bây giờ tôi nói thẳng luôn. Là ở trong cái xã này, cái làng này, tất cả các con đường từ đường nhựa, đường đan cho tới đường đất đỏ đều rất là dễ đi. Riêng cái con đường vào tiệm em ôi bao da. Bây giờ tôi không có thời gian, ông nói nhanh đi. Nói nhanh luôn. Tại sao đợi lại ghét tôi tới như vậy? Thì tôi nhìn cái mặt ông tôi thấy ghét, tôi ghét thôi. Mắc mới gì nhìn mặt tôi ghét, mặt tôi vẫn đáng yêu mà. Trời ơi, cái bộ dạng của ông lúc này tôi ghét hơn á. Thôi bây giờ nè, đừng ghét nữa. Tôi nói đợi nghe, bây giờ đợi lấy tôi đi, đợi sẽ có rất nhiều cái lợi. Lợi gì? Kể sơ cho nghe. Cái lợi đầu tiên khi mà lấy tôi ha, là khi mà đợi ra đường cái người ta chỉ đợi, à nhỏ này là vợ của bác sĩ, bác sĩ thú y là chích heo đó. Nhưng mà thiệt mấy con heo trong xóm này không có tôi là mệt mỏi lắm đó. Thấy chưa? Thấy lợi chưa? Tôi chưa thấy lợi gì hết. Không, cái đó là trước mắt thôi. Còn cái lợi mà về sau nữa là bây giờ lấy tôi là sau này là đợi sẽ được cải thiện nội giống. Con của đợi là không bao giờ lùn và xấu như đợi, mà nó sẽ cao và đẹp như tôi. Tôi không biết mấy con heo nhà ông có mệt mỏi với ông không, chứ tôi mệt mỏi với ông lắm rồi đó. Với lại hả, sinh con đẻ cái cho ông rồi ông lấy cái kim chích heo, ông chích con luôn hả? Đứng lại đi, tôi nói chuyện với ông nữa. Trời ơi, đợi không, không thể nào lấy kim chích heo. Con con heo nhà chú Sáu nó hấp hối kìa anh hai. Trời ơi, nhìn cái em muốn hấp hối theo heo luôn á. Gì sao vậy? Nhìn mặt gì kỳ vậy? Thôi, đừng hiểu lầm, chuyện này là chuyện hệ quan khác thôi. Bây giờ chuyện nhà chú Sáu đúng không? Đúng. Lương tâm của một bác sĩ chích heo mình không thể nào mà không tới đó liền được. Đi. Ừ, anh hai, anh để mặt đi qua lận heo đi luôn á anh. À sao vậy? Đúng. Đi. Đừng hiểu lầm anh nghe. Còn cái mỏ nữa kìa anh. Không, anh đàn ông chính gốc. Từ, đi. Cái mỏ anh dính máu kìa. Thôi mẹ ơi, chú ngại cứ lo thử con tao hoài. Tao đã nói nó không có tham mà sao mày cứ thử hoài vậy? Trời ơi, hồi nãy là tại vì có tờ 500 ngàn thôi. 500 ngàn thì chuyện nhỏ thôi. Còn bây giờ là cả một gia tài. Thì chắc chắn con mà thử một cái là nó phọt cái lòng.
lòng tham nó ra liền cho má coi. Bây giờ má tin con đi, má giúp con một lần này nữa thôi, để cho con thử nó hả, cho nó lôi cái lòng tham nó ra, má mới thấy được cái bản mặt của nó. Má chịu đi. Cuối rồi nghe. Dạ. Má nói rồi à. Ừ. Con hứa má lần cuối thôi. Ừ. Chuyện gì vậy? Đi. Được không má? Thôi kệ đi, bà làm đi rồi. Nhưng mà tao nói lần này lần cuối thôi nha. Rồi, nhưng mà má phải hứa, má phải kết hợp với con nhau. Rồi, rồi. Má phải kết hợp đàng hoàng đó. Má mà có ý mà mình nói cái đầu con giận má luôn đó. Lần này nó sẽ bọt cái lòng tham ra. Rồi. Nhung mà. Nhung. Dạ. À, má kêu em ra có chuyện gì nè. Dạ. Trời má ơi, má bị sao vậy má? Ủa, má ơi má. Ủa, chị hai sao má ho dữ vậy chị hai? Trời, Nhung ơi, má bây giờ bệnh nặng lắm rồi. Má không còn sống được bao lâu nữa hết. Má kêu mình ra đây để bàn về vấn đề tài sản. Má phân chia tài sản cho mấy chị em mình. Ủa chị ơi, má bệnh nặng vậy sao giờ mình không chở má đi bệnh viện luôn, ngồi đây tài sản cái gì? Má ơi má, con đưa má đi bệnh viện khám nghe má. Nè, bây giờ đừng có chở má đi bệnh viện đi đâu hết. Bác sĩ chê rồi mới đem về đây đây nè. Ủa sao kỳ vậy? Sao bình thường ở nhà em đâu có thấy em buôn bán kế má, mà em đâu thấy má ho xong nay má ho nặng dữ vậy chị? Mới vừa đi khám, mới vừa về luôn đó. Bác sĩ nào kỳ vậy? Để đích thân em chở má đi khám lại. Đừng coi. Đừng có chở đi nữa, chị chở đi. Bác sĩ nói một tháng nữa má chết rồi. Chị hai, chị nói thiệt hả? Thiệt, má nói là bây giờ chia trong gia đình mình chia ra 5 phần. Đó, gia đình em có 3 người, 3 phần. Đó, còn như là bên đây. Em thấy sao, em chịu không? Chị ơi chị, bây giờ sao má bệnh chị không lo? Chị biết trước là còn một tháng nữa má mất. Vậy mà bây giờ chị còn ngồi đây mà chị phân chia tài sản được nữa hả? Chị muốn phân gì chị tự phân. Bây giờ má mà có chuyện gì á, em với anh Nhớ coi như sống chết với má luôn đó. Trời, chị muốn làm gì chị làm. Chị phải chia chứ. Má ơi, má ơi. Má à, má hồi ít thôi má. Để con nói chuyện chút nha má. Nè, bây giờ phải chia chứ. Không chia thì sao được. Chia để mai mốt mà con nói là hả, chị không phân chia đồng đều rồi bắt đầu cãi lộn nhau rồi đánh chém nhau rồi làng xóm thôi thôi, thôi được rồi chị làm gì chị làm, kệ chị. Má ngồi đây đợi con nha, con vô con gom quần áo cái con đưa má đi khám lại cho kỹ nha má. Chị muốn làm gì chị làm, chị chia gì chia, kệ chị. Má hồi tao nói với mày ha, tao đã nói mày nó không có tham mà sao mày cứ thử con tao hoài vậy. Trời ơi, tại vì chưa có đủ đô nên đủ nó đô gì? Nó chưa có phọt ra thôi. Má phải ho dữ lên, má phải làm má gần chết mới được. Trời ơi, má làm gì đâu. Nó nghĩ là tao nó khắc khẩu thiệt nhưng mà tao biết là nó không có tham. Cái gì mà cũng thử con tao hoài. Lần này mà thất bại nữa là mày chết mày nhìn cho tao đó. Cái con này sao nó không tham kỳ vậy ta? Bực gì? Bực gì đâu á. Con tính thử nó lần nữa. Thôi. Chị hai. Má. Cái gì vậy? Em ở đâu ra vậy? Em ở trong nhà đó. Chị nói lớn tiếng quá em nghe hết rồi. Em không ngờ. Má, con sống trong nhà này á, con hết lòng với gia đình mình. Con buôn bán, con cơm nước, con giặt giũ. Con chưa bao giờ nghĩ là cái này là gia đình chồng. Con cứ nghĩ là gia đình con thôi. Con làm hết lòng, con coi má như má ruột, coi chị như chị của em. Nhưng mà hình như em làm cái gì cũng không vừa lòng chị. Chị lúc nào cũng thử em, rồi chị mặt lớn mặt nhỏ với em. Hôm nay chị còn lấy sự sống chết của má ra đây để thử em như vậy. Em nói thiệt á, ngày xưa em lấy anh Nhớ là tại vì anh chân chất, anh hiền lành, anh cục mịch. Em bỏ tất cả những đám nhà giàu khác mà. Đâu phải em tham lam gì cái tài sản của nhà mình đâu. Được rồi. Nếu như mọi người đã không thích con, không tin con, hôm nay con sẽ đi. Con xin phép má. Chào chị. Con dâu. Con dâu. Mạng mày. Tao nói rồi, tao biểu mày đừng có thử nó. Mà mày cứ làm hoài như vậy rồi bây giờ mày coi sao, bây giờ xác đậu đi rồi kìa. Bây giờ sao má? Thì mày năn nỉ nó đi. Em ơi, em đi đâu vậy? Đừng bỏ anh mà, sao tự nhiên bỏ nhà đi vậy em? Hả? Con dâu à, con dâu ơi, con ở lại đi, đừng đi nha con dâu. Má năn nỉ con á, đừng đi nha con. Con sống trong ngôi nhà này, con thấy mình quá khổ tâm. Sống sao cũng không vừa lòng má. Chị hai thì mặt lớn mặt nhỏ, chồng cũng không theo em. Thôi con đi trả sự bình yên lại cho căn nhà này. Đừng đi mà. Đừng em râu à. Em râu gì? Mày qua mày xin lỗi nó cho tao. Không, tại con rối quá. Con nó rối cái nó là thành em râu đó.
Em dâu à, em Nhung à, em định đi đâu đó. Trong khi em nhìn đi, trời đã ngã về tối rồi à, nhà mình chị đã dọn cơm sẵn rồi, chúng ta vô nhà ăn cơm đi thôi. Tại sao mình xách vali đi ra khỏi nhà làm gì chứ? Em à, gia đình chúng ta là gia đình hạnh phúc mà. Tại sao em nỡ bỏ ra đi, rẻ thiết chia quyên rồi gia đình chúng ta tan nát vậy em? Gia đình này tan nát là tại em đó, không có tại ai đâu. Em à Thôi mà em. Trời ơi, cả nhà đã nói cạn lời như vậy rồi. Đưa cái vali đây. Em à, sao đưa được? Nói hết lời rồi mà em vẫn quyết tâm đi hả? Để em đi vô em cất. Em kéo vali vô hả? Ôi trời ơi, chị chưa kịp xin lỗi với em. Em đã tha thứ cho chị rồi hả? Trời ơi, em vô rễ dãi quá. Vô đi, chị dọn cơm gia đình mình ăn cho hạnh phúc nha em. Đi chị, chị dọn hết rồi. Đi con. Đi vô. Nó nói chuyện tha thứ rồi. Nó đi vô nó làm gì vậy? Ôi chết cha, mình phải đi vô dọn cơm cho nó ăn chứ. Mình mới nói xạo mà. Đón xem tập 3 sitcom Vũ Long Đại Náo vào lúc 13:15 ngày 20/1/2019 trên kênh HTV7. Nhớ đợi có nhớ mùi của em qua em hửi, nhưng mà sao bữa nay hửi thấy hâu hâu thì sao? Mày đúng rồi, mày đứng ngay lòng chim chim mày ghét rồi hửi tại sao em không thấy ta? Anh có gì đó anh không đúng, em nói đi anh sửa. Đã quá.